Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế gì đây, tiếp tục với series đó chính là Thần Thú Đại Chiến Pokemon nha anh em. Hôm nay lại có code mới dành cho anh em. Rồi, chúng ta sẽ có code xem như thế nào ở đây. Hạn dùng tới 13 tháng 12 2023. Rồi, ấn vào gift code này anh em. Vào đây luôn. Rồi, anh em ấn vào đây. Rồi. Nhập vào và chúng ta sẽ có kim cương ở 500. Khá nhiều thứ. Ô, có lần may mắn này. Sự có lần may mắn này. Lần may mắn. Ô, lấy Giratina 6 ngày anh em. Cái này phải chơi anh em ạ. Lật may mắn này nó có mảnh gọi là mảnh đỏ đấy. Rất là giá trị luôn. Không không lấy rất là phí. Hoàn thành vượt 30 ải. 30 ải. Tôi không biết tôi có đánh được 30 ải không. À được. Vẫn được anh em ha. Rồi, chúng ta sẽ thử thách đấu trường 5 lần. Đập cái này anh em. Rồi, chúng ta sẽ có phần thưởng này, tôi nhận phần thưởng ở đây, điểm thi su danh dự, ấn vào cửa hàng à. Trong này thì chúng ta không mua được cái mảnh này nữa rồi. Mảnh này hết sạch rồi anh em ạ. Nhớ là copy sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Nói chung là cái này nó cũng random lắm. Nó phát may mắn thì nó ra. Còn đen thì chấp nhận. Không ra thế à. Ấy ra luôn thấy chưa. Nó gọi là may thì nó ra anh em ạ. Có cả disto này để ép con gì nhỉ, con Greninja là quá đẹp. Nếu mà để ép con Greninja thì không còn gì bàn cãi. Game đang hết nha anh em. Anh em cần phải kiếm thêm game. Có flash sale này. Không kiếm thêm game thì rất là mệt. Vì sắp tới cái cuộc có chắc chắn là sẽ có sự kiện red anh em ạ. Nên anh em hãy cần tập trung để. Nhìn chung là phải lấy tất cả những cái gì có thể ở đây. Thế thôi. Có một bà người bạn muốn kết bạn với mình ở bên này. Ấn vào nhiệm vụ này, chúng ta sẽ kéo xuống dưới, chúng ta sẽ vượt cái phụ bản hàng ngày. Chúng ta sẽ có cái phụ bản XP ở đây, quét ở đây. Được chưa anh em? Chúng ta sẽ đột phá Pokemon một lần. Có đang đột phá được này. Con này không đủ cấp anh em ạ. 81 luôn. Tôi đang cần con này anh em nhé. Để nó có thể đột phá được. Wow. Mãi mới đột phá được anh em ơi. Kỹ năng. Con này tôi cũng chưa biết là liệu rằng tôi có nên đánh hay như thế nào hay như làm gì trong này. Kỹ năng cũng chưa nâng hết này. Đã lên 81 rồi. Kỹ năng dưới đây nâng hết đất đâu. Vấn đề là chúng ta đang cần là nâng cái đột phá cho con CNSS của chúng ta gần max sao luôn. 20, 15. Tôi đang suy nghĩ là lấy cái này ở đâu. Vấn đề là không biết là lấy ở đâu ra. Núi bóng tối 20 trên 3. Hết rồi anh em ơi. Hết thể lực luôn rồi, sợ thật. Còn tí thể lực nào luôn, mẹ nè, kinh khủng khiếp. Quay lại 50 lần này. Hình như là đủ rồi đấy. Ui. Thật là vãi. Quét được cái kiếm cái đá lửa tím này khó thế. Ôi trời ơi, kiếm đá lửa tím kiếm kiểu gì? Thành phố Ecruteche. Núi bóng tối 29 tôi chưa đến được cái map đấy luôn. Hết thể lực chưa?
Vai. Cái xe thể lực mà vẫn chưa lên được anh em ạ. Má sợ thế. Ôi đừng, đừng dùng cái này. Tôi cứ quen dùng rồi. Ok, chúng ta sẽ quyên góp và xây dựng gui ở đây nhé. Đóng góp này. Nó quay một vòng luôn. Một vòng quanh Sikula các kiểu luôn. Rồi, chúng ta nhận xong cái gui này thì tôi sẽ kéo xuống dưới, tôi sẽ rút thẻ 3 lần nhé. Mở trong này có gì đây? Sparrow vàng đặc quyền. Rút x10. Có sức phẩm này, miễn phí mở ra này. Có một ít đá, chúng ta sẽ thách thức ưu tú 3 lần đúng không? Cái map ưu tú tôi cũng chưa đi nhiều ấy. Tiếp phải đi thêm map ưu tú nhé. Nhận game này. Để xem cho tất cả các sự kiện xem nhận được game, thêm game ở đâu thì nhận. Bắt buộc phải nhận rồi. Không nhận không được. Ok. Thẻ phiêu lưu. Nhận tất cả nhiệm vụ này. Thẻ này. Rồi ok anh em. Lật may mắn Gachapon. Nạp đầu mưa lì xì phúc lợi. Hồi tài nguyên. Mua tất cả các thứ chúng ta có khoảng 9.000 game. Nhìn chung là cũng ổn đúng không? Ổn áp. Đấy. Lõi năng lượng này. Xong. Máy Gachapon có thể quay được cái gì không? Vãi. Lại không có đủ không gian túi để mà quay Gachapon anh em ạ. Cái túi của mình nó full đồ à? Hay sao mà sao là không đủ nhỉ? Thật là khó hiểu. À, chắc là mảnh. Mảnh hoặc là Pokemon gì đấy. Cần phải nâng cấp lên. Tôi sẽ vào hạn giờ đi. Cho đổi nhẫn à. Không ngon lắm nhỉ. Tất cả mấy sự kiện này nó chỉ đến thế thôi. Ải khó xem nào. Evetal 8 sao. 8 sao hay là 9 sao gì đấy. Rất là khỏe. Tấn công Evetal coi như là mỗi đốt cột điện. Thật sự coi như mỗi đốt cột điện. Không đánh được khoảng 1 phần 3 máu. Thì xác định đi. Phía sau đam chính của tôi đến thế mà con này mới chỉ là cái cửa một. Nó tấn công con gì? Tất cả con đều được liên kết với nhau, chúng ta có tận đến 4 hỗ trợ. Một tăng cơ, một đam, tất cả để bảo vệ con đằng sau anh em, búp tất cả, búp rất rất nhiều, cái này gọi là búp kinh khủng khiếp. Anh em mình thấy là búp rất là đáng sợ luôn. Lấy thêm mảnh của Giratina thì có thể nâng sao nếu mà có đủ. Thì phải năng nhà chặt bị thôi. Biết sao? Bây giờ vì chúng ta cũng không dùng cái mảnh đỏ để nâng Giratina nữa. Và chúng ta sẽ để nâng những con xịn sò hơn. Đang đợi xem có con nào khỏe nữa. Manaphy. Manaphy nếu mà nâng sao ngon nữa thì cũng rất là tốt. Manaphy. Hoàng tử của biển cả. Đúng không? Con này đánh sao được không? Con này là đủ. Ui, anh em nhìn cái hiệu ứng của con đầu tiên kìa. Thật là đáng sợ. Tôi đếm sơ sơ nó phải rơi tầm khoảng mười mấy cái hiệu ứng vào mồm. Không di chuyển, không đánh được luôn. Sợ đáng sợ thật. Level 109 đấy. Con này lại bị búp một đống hiệu ứng vào mặt rồi. Nhìn mới biết. Thay Giratina thêm một con Manaphy hỗ trợ nữa thì đúng là hết nước chấm luôn. Hỗ trợ tầm 8-9 sao nữa thì thôi. Khỏi đánh, khỏi chơi game. Thấp à? Ui ôi, Yveltal của tôi. Yveltal đang rất rất là mạnh. Hiệu quả thấp. Rồi ok, đã xong anh em. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.